Hello, xin chào tất cả các bạn. Cá cho tôi đi. Bố tôi làm cái kính để đây cái bể cá kiểu này. Tôi sẽ cho các bạn xem. Đây. Đang gần như chọn nhau. Đây. Đấy bỏ. Đây, mấy con cá trọi này. Nó đang làm gì? Con đỏ. Đây có con đỏ. Nó đánh đứt luôn cả đuôi xanh thế này đấy, cái đuôi xanh này thôi đi các bạn đi, người này hơi mờ thì đây con cá đỏ đây đấy, đánh luôn cả đuôi đứt luôn xanh. Đây con cá đỏ, đây cá đỏ cá xanh thôi, ai chắc quả này là con xanh luôn, con xanh hiền luôn. Ok, tôi đang xem Việt Nam với Ba Lanh. Trời đang tối. Đây cái đèn. Ờ, tôi đang ở Hà Nội. Hà Nội bộ nào? Giờ là hồng SHN nó đang hòa. Nó chỉ phát nè. Đây, tôi sẽ cho các bạn. Đấy, nó gần chưa? Đang quảng cáo. Từ từ tôi phải cho xa các bạn xem. Đấy. Đấy xem. Đây cái máy tính, tôi vừa mua cái ghế mới xong. 1 triệu à? Không nhận. Bố tôi mua Mỹ Đình. Đây, chỗ này là nhiều dầu. Trời, bình dư. Okay. Còn cái bể cá. Chắc tôi phải tạm dừng clip của tôi ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye. Nhớ ký subscribe chia sẻ nha. Ok, bye bye.